Vợ cũ Đan Trường tâm sự đã quen với cảnh làm mẹ đơn thân từ trước. Sau khi công bố ly hôn vào tháng 7 vừa qua, cuộc sống của vợ cũ Đan Trường cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Trái với những gì mà khán giả lầm tưởng, doanh nhân Thụy Tiên và chồng cũ vẫn thường xuyên gặp nhau và giữ thái độ văn minh hậu tan vợ. Dù đã ly hôn nhưng Đan Trường và nữ doanh nhân 8X vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, không tạo căng thẳng làm ảnh hưởng đến con trai. Với những hình ảnh clip có đăng tải trên trang cá nhân, Khán giả không khó bắt gặp đôi vợ chồng cụ này đưa con trai Mathis thiên tử đi ăn uống, đi chơi, giải trí tại công viên. Thủy Tiên vẫn giữ thói quen gọi đăng trường là papa. Những lần chứng kiến khoảnh khắc cả hai ở bên con, nhiều khán giả phải ngỡ ngàng, khó tin được đây là một đôi vợ chồng vừa mới công bố ly hôn. Trong cuộc trò chuyện mới đây của ngôi sao.net, nhân nhân Thủy Tiên tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân. Thủy Tiên cho rằng việc ly hôn là điều mà không ai mong muốn. Thế nhưng khi cảm xúc sự thấu hiểu không còn thì việc buông tay là giải thoát nhau là điều nên làm. Nữ doanh nhân khẳng định rằng cho tới nay giữa cô và Đan Trường vẫn bình thường với nhau dù hôn nhân tan vỡ, cũng vì không tranh chấp tài sản, chưa bao giờ gai gắt với đối phương mà họ vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, cùng chăm lo cho đứa con chung là Mathis Thiên Tử. Thủy Tiên nói rằng cuộc sống không có nhiều thay đổi bởi từ trước kia cô đã quen xoay sợ một mình, vừa làm cha vừa làm mẹ khi không có Đan Trường bên cạnh. Sau ly hôn, cô cũng không yêu cầu đăng trường chú cấp cho con và luôn tạo điều kiện để chồng cũ có thể gặp và chăm sóc con bất cứ khi nào muốn. Khi được hỏi về việc nhân Sưng vợ cụ đăng trường sẽ theo mình đến tận sau này, Thủy Tiên cho biết bản thân không quá khó chịu bởi đó là tình cảm của mọi người dành cho mình. Song cô vẫn nỗ lực để thoát khỏi tên gọi, mong khán giả biết đến mình với tên gọi Thủy Tiên hay mẹ của bé Thiên Tử tôi nghĩ với nỗ lực của bản thân trong kinh doanh, những đóng góp cho cộng đồng và việc chăm sóc dạy dỗ con nên người trong tương lai họ sẽ nói về tôi như một người phụ nữ, người mẹ bình thường vì giờ đây tôi không còn là vợ của một người nổi tiếng nữa. Thụy Tiên trả lời với ngôi sao chấm nét theo dõi hành trình hôn nhân của Đan Trường và doanh nhân Thụy Tiên, nhiều khán giả phải tiếc nuối khi họ đường ai nấy đi. Thế nhưng với những gì họ dành cho nhau sau ly hôn, đó mới là điều làm khán giả ngưỡng mộ hơn nữa.